Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Này đi ăn cát với em này. Máy cổ này làm cát lên hơi mệt. Đây các bạn ơi. Nóng quá. Mãi chưa xong cái khối cát này. Máy cổ này nổ bon lắm các bạn. Hôm nay là mất một ngày rồi. Đi ăn cát rồi. Ông máy xúc này gật gù ấy. Không đồ chưa vào nữa. Đường dài ta cứ đi. Khi là chuẩn bị xúc cát. Đấy. Ra cố thùng móc miếc các kiểu xích. Xe nào nó bị hở thùng thì là chèn vào các bạn ạ. Mày hở không? Đây hở đầy đây. Lâm. Hai bên á. Được rồi, lắm thủ tục quá các bạn. Chế bản chia biết này, con này cũng có bản điện. Nóng quá trời. Mày vẫn hở đây không chèn vào đi, rơi hết. Bây giờ xúc cát này, nước nôi các kiểu các bạn ạ. Mùi đầy đủ hết. Ông lực này xúc kém đấy nhỉ. Ông lực này tập xúc à? Đây nhìn cái này các bạn thấy ngon không? Vuông không? Đấy. Miếc đầy đủ luôn nhé. Không đi cắt rơi giải đường là chết. Tiền đâu mà để. Bên này hơi tối các bạn ạ. Đấy. Máy này xúc thì hơi bé rồi. Quá lâu. Bạn thấy hai cái móc ngon chưa? Móc vào đấy. Cần thiết để lấy lá cây giải nhét vào cái đít này. Đây đây chở đất xong rồi chở cát thì nhiều lúc nó hở hang các bạn ạ. Hở hang. Hơi lâu đấy. Mười lăm hai mươi phút xong. Cũng là cơ Komatsu đời tống này. Máy nghe êm.
Ngồi lái máy như kiểu là nhìn cái cần nó dài quá các bạn. Trời nắng nóng nhìn phê không các bạn. Quá bé so với quy định. Rồi ok các bạn nhé. Hôm nay các bạn tôi đi đường dài đi xúc cát, quay cho các bạn xem tí không khí làm việc thôi. Hôm nay tôi cũng bận quá các bạn, chở đất xong suốt ngày ngồi trên xe, cũng nắng nóng quá cũng lười xuống để quay các kiểu. Bây giờ đi chở xúc cát là cái cảnh làm việc với xe phục vụ đấy các bạn. Đợi con này xúc cũng hơi lâu, xúc xong thì tôi lên bảo cào không, tôi lên phủ bạt, con này không có bạt điện các bạn ạ, cho nên là phải phủ bằng bạt bằng tay hết, không phủ bằng tay là không ăn và được đánh chết. Đấy, mấy em bé nhỏ này cũng là lấy cát. Ok, thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.